Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt mình đây, đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp màu đen. Thì trong khuôn khổ video này thì mình xin cập nhật chính sách giá của Santa Fe, tất cả các phiên bản, và cụ thể hơn đó là những các phiên bản bán chạy như là xăng cao cấp và dầu cao cấp, cũng như là tình hình hàng hóa về đại lý mình trong dự kiến trong khoảng tháng 11 và đầu tháng 12. Thì như các bạn đã biết thì vừa rồi Hyundai thành công có tăng giá trên 3 loại xe của Hyundai, đó là Hyundai Creta, Hyundai Tucson và mình nói đến Santa Fe trong video này. Thì là đây là bản dầu cao cấp thì tăng giá từ 1 tỷ 340 triệu lên 1 tỷ 375 triệu. Thì hiện tại đại lý mình đang bán với giá của phiên bản dầu gấp nó rơi vào tầm độ khoảng 1 tỷ 395 đến 1 tỷ 400 triệu. Thì những cái phụ kiện đi theo xe thì bên đại lý mình có tặng cho khách hàng một bộ phim cách nhiệt chính hãng Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng và có thể hỗ trợ là giảm một chút tiền mặt nữa so với cái giá mình đề xuất. Và cái tình hình hàng hóa của Santa Fe thì vẫn về rất là nhỏ giọt. Ví dụ như là tháng này bên mình có nhiều xăng hơn, nhiều dầu hơn xăng. Những cái màu xe sẵn giao thì mình có màu Santa Fe dầu cao cấp trắng này, dầu cao cấp đỏ. Và trên phiên bản xăng thì mình còn mỗi duy nhất một chiếc Santa Fe xăng cao cấp màu đen. Thì phiên bản Santa Fe xăng cao cấp thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 1 tỷ 295 triệu. Và giá niêm yết của nhà máy tăng từ 1 tỷ 240 lên 1 tỷ 275, tức là tăng 35 triệu so với cả phiên bản cao cấp. Thì về tình hàng hóa thì mỗi tháng thì Santa Fe sẽ về đâu đó cũng chỉ khoảng 10 đến 15 xe cho tất cả các phiên bản thôi, cũng không nhiều. Đó. Và số lượng xe sẵn có thì mình vừa cập nhật rồi. Thì cái công nghệ nổi bật trên Santa Fe 2022 này thì các bạn có thể thấy là cụm đèn pha cốt full LED chiếu projector, có hai vùng đèn độc lập, chúng ta sẽ có những cái cảm biến đằng trước, có cản trước rất là nhiều, cản được mạ chrome bóng này, rồi lưới tản nhiệt cũng vậy, rất là khỏe khoắn và sang trọng. Như các bạn có thể thấy, đây là một chiếc SUV đi phố và đi đường trường cực kỳ là thời trang và có nhiều công nghệ đáp ứng được đầy đủ các cái nhu cầu hiện đại nhất của khách hàng. Chúng ta có cam 360, có hệ thống Hyundai Smart Sense, đó là hỗ trợ giữ làn, phanh khoảng kiểm soát hành trình chủ động so với xe phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và chủ động phanh, và phòng tránh va chạm với người đi bộ. Cốp điện có nhớ cốp. Và nội thất thì chúng ta có loa cao cấp Harman Kardon với bản cao cấp xăng và dầu. Chúng ta sẽ có vị nhớ nhiều ghế, nhiều ghế hai vị trí, nhiều hai vị trí ghế lái. Chúng ta sẽ có đèn nổ từ xa cho cả hai phiên bản, tất cả các phiên bản của Santa Fe. Tất cả phiên bản Santa Fe đều được đèn nổ từ xa. Đây là bản máy dầu cho nên là nó sẽ có, như xăng và dầu đều có 4 chế độ lái. Đây là Smart này, Sport này, Eco này, Comfort. Comfort thì là êm ái, Eco thì là tiết kiệm nhiên liệu, Sport thì là chế độ lái thể thao cần tăng tốc, và Smart thì là chế độ lái thông minh. Trên phiên bản, đặc biệt là trên phiên bản máy dầu thì chúng ta sẽ có chế độ lái địa hình, đó là địa hình trên đi trên tuyết này, trên đường gập ghềnh và trên địa hình sình lầy cát. Rồi, các bạn có thể thấy là tuy là máy dầu mình đang nổ xe ở bên ngoài nhưng mà bên trong xe rất là êm, cách âm tốt. Cách âm từ khoang động cơ vào vào trong khoang hành khách rất là tốt. Đó. Màn hình thì chúng ta sẽ có màn hình đa thông tin, màn hình giải trí trung tâm này 12,5 inch này. Màn hình đa thông tin cũng 12,5 inch. Trên này sẽ có cam 360 hiển thị rất là nét. Khi bạn xi nhan thì cam 360 nó sẽ hiển thị ở bên màn hình
đa thông tin này đó. Và trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama cho bản xăng cao cấp và dầu cao cấp đó. Về công nghệ phục vụ người lái và hành khách phía trước, chúng ta sẽ có điều hòa tự động hai vùng độc lập, có lọc gió, là không khí ion, có thông gió làm mát, thông gió làm mát này, và sửa ấm cho hai hàng ghế phía trước. Chúng ta sẽ có sấy vô lăng phục vụ tốt cho thời tiết lạnh. Chúng ta sẽ có phanh tay điện tử auto hold, rồi cũng có thêm đó là loa Harman Kardon thì là được trang bị 10 loa. Đó. Mình chia sẻ thêm về máy dò của Hyundai thì Hyundai xây dựng cái động cơ dò cực kỳ là tốt, từ xe tải này, tàu hỏa này, rồi đến ô tô, cho độ bền rất là dài hạn. Và cái âm thanh mà nó phát ra, cái nhược điểm của máy dò là âm thanh lớn thì Hyundai đã khắc phục được, và cái giảm và giảm thiểu rất là tối ưu cho cái mùi hôi của động cơ dầu. Đây mình ví dụ mình ra ngoài các bạn có thể thấy cái máy dò của Hyundai nghe nổ rất là êm, nó chỉ to hơn máy xăng một chút thôi. Đó. Nghe nổ rất là êm. Đấy, camera cũng được tích hợp trên gương chiếu hậu ngoài. Chúng ta cũng dĩ nhiên rồi cũng sẽ có cảm biến áp suất lốp. Rồi đấy, cốp điện thì cũng được trang bị trên tất cả phiên bản Santa Fe. Thì vì tình hình hàng hóa khan hiếm cho nên là Santa Fe cũng chỉ sản xuất ưu tiên cho phiên bản cao cấp mà thôi. Thì các bạn theo dõi video của mình thì xin cho mình thêm một like, một subscribe kênh và comment góp ý để mình có thể hoàn thiện video tốt hơn. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.